Chào mừng các bạn đến với chương trình học lập trình online. Hôm nay chúng ta sẽ qua chương số 4, đó là hệ thống điều khiển Iberon. Và bài học đầu tiên của chương này sẽ là bài 1, viết chương trình điều khiển các thiết bị điện. Thì trong cái con STM3F4 này á, thì nó không hỗ trợ có cho cái tính năng là đọc và ghi cái dữ liệu vào EEPROM, mà chúng ta phải dùng cái con IC EEPROM ngoài. Cụ thể thì bạn hãy dùng con là con 24LC64 nè, con này nó có cả loại chân cắm và chân dán, bạn thể mua được nha, nó dễ hơn những cái thằng khác. Bạn thể sẽ gọi này 24LC này, đó 24LC đó, tất cả đều là cái chức năng là đọc và là ghi EEPROM, sử dụng giao tiếp là EIC. Thì tùy ra cái mã số sau mà sẽ quyết định cái kích thước bộ nhớ. Ví dụ như thằng 64 thì bộ nhớ là 64 kb này, rồi 24LC 512 thì bộ nhớ nó là 520 kb, hay là 24LC 128 đó, thì bộ nhớ là như 128 kb, được chưa? Thì những cái thằng này thì tôi thấy là tôi tìm trên các cái trang điện tử thì người ta nó chỉ có loại dán này, dán thì nó không tiện cho việc mình demo vì phải làm mặt thì mới làm được, đúng không? Còn mua chân cắm thì mình mới gắn được cái trên test bo và thử test tinh trình, thì tôi chọn là 24LC64. Chú ý thì tất cả những con này á, thì nó sử dụng chung cho chung cái giao tiếp là IEC nha, IEC đó. IEC nó dùng 2 giây thôi, một chân sung và một chân dữ liệu, chân sung và chân để nó tạo sung nhịp nha. Và trên mỗi cái sung nhịp mà nó tạo ra thì nó sẽ gửi dữ liệu trên chân SDA, tức là chân data này. Đây, con này nó có 8 chân đó. Ok, nó ghi rõ này, và cái tốc độ của nó là 400 kHz nha, 400 kHz đó, tốc độ sung của nó. Ok rồi, các bạn sẽ lấy con này B 24L LC64, đúng không? Tôi quên đây, con này nha. Thì tôi sẽ đặt nó cho hợp lý, nó đây đây nhá. Ok rồi, thì bạn để đây giờ tôi tạo có tải về một cái dataset của nó là con 24LC64. Bạn thể gõ trên cái Google sẽ ra nhé, Google là 24LC64 dataset. Đó, rất là nhiều trang, cũng thường là nằm ở trang cái này này. Trang này cũng có 24LC64 đây nhé. Nó ghi BDF, tức là nó có sẵn cái BDF cho mình tải luôn. Còn ở đây mình phải tìm rườm rà, mình phải thực hiện nhiều cái thao tác để mới tìm được cái tài liệu của nó. Như tôi chọn là 64 này, nó có 10 cái này, 10 cái tài liệu tham khảo. Đó, thấy không? Mua thằng này chẳng hạn, mình nhấp vô đây để mình xem nó. Chắc 24 trang, đó con này. Giờ đó bạn nhấp vào tải về hoặc là vô đây, đó, nó hiện luôn cho mình. Cái nào cũng được nhá. Đó, thì nhấn này nó tải về thôi. Tôi đã tải sẵn rồi. Đây. Được chưa? À, nhớ hạn quyển số 24LC64 này, nó để đã làm việc từ 1.7 đến 5.5V, rồi tốc độ là ở đây trên cái trên này này, LC F2 FC nha. Này 24LC64 điện áp làm việc từ 2.5 tới 5.5, nó tần số là 400 kHz đó. Rồi nó điện áp ghi rõ này, mình quan tâm à, thấy lưu trữ là khoảng hơn 200 năm này, trăm năm ghi xóa 1.000.000 lần này. Ok rồi, mình không đọc hết đâu, mình đọc cái đọc thôi. Rồi đến cái này, sơ đồ chân của nó này, hiện mua để ý cái chân cắm nha. Đó, cái chân A01A là chân mình chọn địa chỉ cho con này. Về của chân VS, VDS là chân mát, VTC là chân nguồn. Cái bên mình định kéo về mát cho tôi nhé, kéo về mát. Thì kéo về mát bạn thể là đọc và ghi được nhé, còn nếu mà kéo lên nguồn thì có chức năng như là tôi nhớ là nó chỉ là
đọc được không ghi một ngăn, nó chỉ điện một chiều thôi, mình kéo cái mát được hai chiều luôn. SL chân kéo chân mắc với cái chân sung của con vi điều khiển. SDA là chân dữ liệu mình sẽ kết nối với chân dữ liệu của vi điều khiển, tức là mắc tương ứng nha, mắc tương ứng với nhau. Ok nhà số chân nó chú ý từ đó. Nên tập số đầu tiên mình quan tâm là cái tốc độ làm việc, tốc độ thả nó là 1/400 kHz nha, cái hạt này. Rồi điện áp làm việc là 2.5 tới 5.5 V này. Đó, rồi giao tiếp là IIC này nhá, IC này chưa? IIC 2 giây. Đó, rồi thổ chân nhá. Chú ý nhá, cái ba chân này thì mà điện mình kéo về mát nha. Nếu mà làm việc một con mình kéo về mát cho tôi. Thử mình dùng một con thôi, kéo về mát. Ba tức là bốn chân này kéo về mát hết. Về mát hết. Đó, chân này kéo về nguồn mát. Và cái này chân dữ liệu nó hai chân xung một chân dữ liệu. Chú ý là khi mình kéo thì chuyển cái này nó sẽ lấy nguồn từ con am nhá. Từ chân VC cái kéo về chân 5V của am. Tức của vi điều khiển đó. Và chân VS kéo chân mát của vi điều khiển nhá. Cho nó chắc chắc ăn là ok được. Chứ mình dùng nguồn riêng thì nó sẽ bị nhiễu, nào cũng có được. Rồi tôi dùng cái nguồn riêng của nó chạy không được, thế là tôi mới dùng một chung nguồn với của con am, hay nói chung là vi điều khiển thôi, nó sẽ chạy. Chú ý nhá, nó sẽ lấy trên nguồn từ bên bên vi điều khiển. Rồi có cái gì nữa ta, còn cái địa chỉ cho nó nữa, bạn đi đây này, đây này, nó địa chỉ nhá, đó thế này, địa chỉ là 1010. Là ba chân này lựa chọn địa chỉ đâu đó, tức là bốn cái bit ở đầu là bit cao thì nó mới được là 1010 nha, tức là quy đổi số hát là A đúng không, A. Còn bốn cái này thì cái này là mình sẽ kéo định là về mát được chưa, về mát cho tôi, đó, mát cho tôi ba này về mát luôn, tức là bốn bit cuối là không luôn, tức vậy như là vậy là cái địa chỉ của nó sẽ là 1010 và 4 con 0 ở cuối cùng. Nhớ địa chỉ nó quy định là dạng 2 byte nhá, và byte thấp và byte cao, tức là 16 bit nhá, 16 bit. Nó byte thấp byte cao, ok. Và các bạn cần nắm sơ qua bài điểm về con này. Rồi tôi sẽ kết nối bạn xem rồi, trên cái này bạn thể hình dung bạn tự đấu trên cái thép bo nhá, cái mát này. Trong mô phỏng thì những chân nguồn chân mát nó sẽ ẩn đi nhé các bạn, nó sẽ không hiện ra mà nó tự 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 nối nguồn luôn cho chúng ta. Khi thật bao mình chú ý dò cái chân cho tôi nha, chân bốn chân mát nó được kéo ẩn đây này, chân tám nguồn nó kéo lên nguồn sẵn rồi đó, bạn đấu cẩn thận nha, vì thế nó không dễ là làm đâu. Này bạn sẽ dùng cái này đi, có như này cũng được đó, đây ok. Thì trong cái con vi điều khiển áp này thì cái IEC của nó là còn đến cũng nhiều lắm, như 2-3 mô đun IEC luôn. Tôi dùng mô đun đầu tiên đó là IC1 là BB6 nha, BB7 thì tôi nhớ là BB6 là chân SCL chân sung, còn BB7 là chân data, sẽ kết nối là đây này, BB6 nha. Và PB7 đẹp, PB6 PB7 nó sung máy và chân data. Thường mình sẽ kéo nó chạy nó lên nha, nhưng mà trong cái IEC của con A này nó mới định có cái tính năng chạy kéo lên bên trong, nhưng mình không cần phải kéo chạy bên ngoài cho con này nữa, để mà đấu thôi nhá. Được chưa, ba chân 1 2 3 này tôi coi lại này, nhớ nhá, đó 1 2 3 này kéo về mát này, về mát này, về mát chung với mát của con am nha bạn nhá. VC là chân kéo nguồn với nguồn 5V của am này. Chân kéo mát của am.
À, gọi là chân này nối thôi. SL này, 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 đó, BB6, BB6 trên SL của con A kết với SK. Nhưng SL và SK là một nhé, đều là chân sung. Đó. B7 là chân dữ liệu của A kết nối với chân dữ liệu của 24LC64. Được chưa? Đó, kết nối như rồi. Rồi, đến nút nhấn mình sẽ dùng hai nút thôi. Là khoan ạ, mình đặt lên cái này dễ này. Đây chưa? Đó. Rồi này con led này đấu như này. Bắt đầu chỉ đọc con quen nha. Quen. Thật tiếc là nó này nó không, mô phỏng về IC trong con A nó không có được, nó tôi phải phải làm trên test bo. Cố gắng cho nó đầy đủ, cho cái đủ các cái chương cần thiết. Đây là chương, tuy là nó nói về nghe thì nó đơn giản nhưng mà rất là quan trọng nha, trong việc phát triển các dự án sau này. Còn nó mình sẽ làm việc ok hơn rồi. Đây. Gì ta? Gọi điều kiện chân nào đây cho nó. Chân BC 8 thì 9A nét bằng BC thẳng. Thẳng nó dùng 6 này. Nên nhấn là 67 nha. Quên nút đúng rồi, led là 8 và 9. Đó. Các bạn kết nối như này nhé các bạn. Nha, nó là kết nối trên cái test bo như vậy. LCD dùng BD0 tới BD5. 0 1 3 4 5 đúng không? Có 6 chân. Ok nhá. Rồi. Thì tôi có chụp hình cái sẵn này kết nối thế này, bạn xem trên đây nè, thấy không, nó một con bo ST13407 nha. Trong mô phỏng này dùng trong xe mặt mình nó chỉ có 401 nha, dùng 401 nói chung là nó cũng là dòng F4 thôi, F4 thôi. Đó. Rồi test bo này, nút hai nút nhấn này, thấy không, hai led đơn nó đang sáng này, sáng này chưa, led đơn đó. Màn hình LCD để mình hiển thị cái dữ liệu mà nó đọc và ghi như nào. Một cái mặt nguồn NM2596 để mình chỉnh về 5V và cấp vào test bo, và test bo sẽ phân phát cho LCD và amp. Chứ amp nó. Chú ý là đây là cái mặt thời gian thực DS323 3231 mà tôi mua để test giao tiếp IC trước khi mà thiện giao tiếp với con này từ L6664 này nha. Chúng cũng phải qua vào nhiều vòng nó mới test trực tiếp được. Em biết cái lỗi vì đâu mà cần phải khắc phục cho nó. Đó. Bạn nên mua con này để mình test, còn là mua chung chung các bạn đã giờ test ok, bạn cứ dùng qua mua trực tiếp con 24LC64 nhé nhé. Xong rồi trên mạng tìm này. À, như ta IC 24LC64 này, sân đỏ này có nó 3 chữ. Là bạn có cái trang tìm cái trang này nó để giá rẻ này, chỗ khác ta để nó mắc này nó rẻ hơn. À có được, cái này bên này không có bạn, quên mày gọi thử xem 24LC64 không có. Con này bạn mua trên cái trang này thì có này, trang nó là TME Thịnh Minh đây nha, trang này có bán. Chúng bạn hỏi xem cái nào mà có thì mua nhé, tôi mua chỗ này
24 LC số 4. Số F thì thấy đây này nhá. Từ L số 4 đây, nó đây, chân cắm. Con này có 9.000, mua số 1 cái. Mua hẳn 2 cái để về cần đề phòng cháy nổ nhá. Cháy thì còn khác. Con này hơi bị khó cháy, nên tôi gắn nhầm nó vẫn còn sống mà. Gắn nhầm cực nó còn sống. Được chưa? Nó chỉ nơi bạn mua dễ để tìm. Ok. Rồi. Đó, nó đôi. Đây. Nha, nó nguồn chỉ là nguồn cấp này mình phải phát đây thôi. Nhớ là cái này này. Con này nó đang lấy nguồn từ trực từ lấy từ qua đây nha. Cắm qua đây chứ không phải lấy trên cái này nha. Tôi mới biết sao nhưng mà phải lấy nguồn từ trực tiếp con này này, cấp cho con EEPROM này này nó mới 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 chạy. Còn một con LED hay là con chuyển đi để dùng nguồn con này là phần là ok nhá. Ok, nó kết nối nó dùng dây bớt rồi cắt cái dây điện loại đơn mà loại sợi á, mình ngắn thôi, cắt toàn đấu đấu rồi. Khác này. Đấy. Đây là chương trình nó đọc phải không? Hiện lưu trữ EEPROM này. Nó không một tức là một con tắt mà con bật nhá. Không tắt một là bật. Và led ha, một con led bị tắt mà là con led bị đặt đang được bật. Hai luôn nhấn được chưa? Đó kết nối. Rõ không? Đó đây này. Không một nó siêu nét luôn. 13 chấm. Ok. Rồi, để phần chương trình rất là quan trọng. Copy. Mở thằng này lên. New project. Bạn chọn cơ là F4 nha. F4 và 4. Ở đây thì dù sao thì con này không có phòng được đúng không? Không có phòng được thì mình chọn 407 luôn nhá. 407 luôn. 100 chân vàng VG 407 VG nha. 407 VG. Ok. Rồi đây là bạn RCC là store hai chân. Ok, và IC nữa là thằng này đây, nó có ba chức năng, ba IC là C1, C3 thấy không đó. Chọn là IC nhá, đó thấy không. Thì khi mình chọn thì tức nó sẽ kích hoạt hai chân sử dụng IC, nó là chân BB6 là chân SL và chân BB7 là chân SDA. Hai chân mình kết nối thẳng với cái EEPROM 24LC64. Tụi mình sẽ kích vào các cái chân ngõ ra cho con bật đây, đó là kết nối với LCD test. BD0 tới BD 4 chân. 4 chân còn 6 chân là đủ đúng không? Đó, được rồi. Ok. Rồi. Xong mình sẽ đi đến phần nút nhấn và led đây này, nha. Là BC6 là ngõ vào là input này. Tám là ngõ ra. Chín ngõ ra. Để chạy nó. 6, 7, 8 là 9. Rồi xong rồi đúng không? Đơn phần thật ăn. Chân tôi là 8 nha. Thần này, chia 8 này. 2, 3, 3, 6. Này chia đến 4 này. Bốn hai tám tư. Ok, commission để mà sẽ ở đây thì thường người ta sẽ chỉ dùng ngắt đúng không? Nhưng mà ngắt này nó không có hoạt động.
dùng cũng được, dùng bình thường thôi. Chọn chiếc là phát mốt nha, 1.000 là tốc độ thấp đúng không? Trong nó 4.000 chế độ phát màu luôn, là 4.000, 400.000 nha, nó ghi là 400.000 nha, nó chọn 400.000, ok là 400.000. Ok rồi, lấy kệ nữa. Cho nó gập, bây giờ mình xem này, cái bút này 6 và 7 đấy nha. Bạn chọn hai cái này, bạn sẽ chọn tôi là trả kéo lên bút lấp. Ok, nó xem lại này, thấy không? Nó sẽ kéo lên à, chỗ này này bình thường nhá. Rồi C nó chơi trên B6 là trên SL và B vẫn là trên SDA. Rồi nhá. Muốn xem chi tiết về những cái thông số như là thế này, nó như là ngột nó này, 3.3 V cho con am này. Rồi xong xuôi mình sẽ copy thằng này, mình có đây, sẽ bắt vào đây main V4. Ok, mở luôn dự án, cắt nó nhặt cho vào đây. Ok, tôi sẽ copy đường dẫn trước, copy nó rồi bạn vào đây main này, tôi xóa thằng này đi, nó chọn vô đây out file head trên này, chấm chấm xem user qua đây, nó ethylene nha các bạn, ethylene for the load reset and run. Ok, 407 VG. Rồi qua đây, nhấp vào đây user chuột phải là add, luôn lấy cái này. Ok đó, rồi thế các bạn tạo tôi làm ẩn y, nó có khai báo sẵn mình xài luôn đi, tại đây kiểu số nguyên 8 bit không dấu nha, một bài là cái trạng thái này, hai không. Ok, đó. Đây sẽ là LCD init, khởi động kết nối LCD đúng không? Và LCD clear, xóa LCD. Đây này, EAC này, nó khởi động rồi này. Các bạn khi làm kết khai thác kết nối, tôi là chính là kết nối lên cái led đơn chẳng hạn này, đi file à thôi, cái led file như là led 1 này x, cái này mình đặt tôi là hl bio rồi cơ bio c nhá, cơ bio bin là chữ lớp 8 đúng không? 8 và x, trên là cái gì nè, mình sẽ dùng cái đảo nha. Đây của mình đền kết nối ngược cái tôi nhé, tức là đây mình sẽ kết nối cực mức thấp nhưng là sáng nha, thấp là sáng mà mức cao là tắt nha, cho nó dễ. Sẽ đảo tôi là tức là như này, sẽ quay lại cái này nó sẽ ok hơn. Đó, mình kích mức thấp, là sáng được chưa, cao là tắt. Tuần kết nối trên dashboard là cắt như này nhá, như này xây lại được chưa. Đó,
Như vậy mình sẽ đảo lại, cho tức mình sẽ đảo chỗ này. Thì khi mình gửi không nha, gửi không thì không đúng không, mình gửi là không thì nó đảo thành một nha, một đây thì nó sẽ tắt led đúng không. D D D D mức cao này, mà D mức thấp thì nó sẽ tắt, nó không bật này được. Chắc cái này mình sẽ phải là tập cao. Để xóa này, đảo lại cho tôi ghi nish. Đó. Đây chứ, đó, start. Nha, cất mức thấp đúng không? Thằng em mức cao sẵn rồi. Nha, nó trên 5 vốn sẵn rồi đúng không? Mình cất cái mức thấp, tức nó sẽ sáng đấy này. Ngay. Đó. Cái mức cao này cho nó sẽ tắt ha. Đây chứ, mức cao tắt. Thì việc mình đảo như vậy nó sẽ ok nhá. Đó, lên một này, chân 9 này, đó 89 này là 2, đến kết kết nối nút nhấn nha, define nút nhấn một nó như này, nó là HLGB EO Rig GBEO C VEO pin 6 nha. 6 này 7 1 là chân 6 à, 2 đọc chân số 7. Ok. Rồi, cơ bản như vậy đó nha. Đến cái chuỗi nó là bảy cái tử. Ok rồi, các bạn làm gì nhỉ, chắc là như này, have print t print tf đang làm hiện ra như vậy. CD go to SE cột 1 hàng 1 đang à, cái này là hỗ trợ trình đi trình luôn như thường luôn cũng được. Để chưa, đó. Tại cột 1 hàng 1 đúng không, hàng 1 hai end print cd boot in ra nha, in màn hình ra, in xong thì mình sẽ delay nhẹ cái hát delay là tôi là 1000 nha, mình cho một giây để hiển thị chữ đang, tiếp tục như vậy, nhớ là cd clear để chọn xóa nhé, để mình in cái dòng khác đang khởi khởi động chặt nó rồi đó, nó bị tăng khởi động rồi. Đây mình sẽ đọc trước cái giá trị cho nó là for này, à không, đọc như này nhỉ, quên viết cho tôi này nhá, than này EIC EIC này mem brick, nó có ba cái hàm để đọc, hàng này đọc bình thường, hàng này DMA là học nó đọc dạng nó qua DMA nên mình tôi dùng nó không có chạy, thằng này này đọc xong rồi sẽ đang ngắt, tôi dùng không có chạy luôn, nó dùng cái bình thường này nhá. Là thằng này đây sẽ là lấy cái module nó là thằng này này, đặt vào đây thêm một địa chỉ cho nó, để cho nó có cú pháp của nó, địa chỉ của thằng này là tôi là ở đây address 24LC64, nó là không ít à không, thì bạn thì quý các bạn cái thằng này này, cái địa chỉ của nó là
Là gì nhỉ? Thế này, xem này, 10104 ở cuối thì mình sẽ lấy cái máy tính mình toán ở đây là binary này, 10100000 bằng rồi mình hét a không được chưa? Chính là a không chúng ta không đó. Ok rồi, đến là address để rồi là mình mới có được chưa? Đọc đọc từ vị trí bắt đầu là không nha, chữ bắt đầu là không, đến y hay c mem là cái gì? Nên là cho mình chọn thế là đọc đọc ghi địa chỉ bao nhiêu bit, là mình chọn 16 bit nha. Vì nó còn dùng 23 nha các bạn, dùng 23 nha. Này, đó. Bài thấp và bài cao là 23 ghi lên 16. 16, ok. Đọc mình sẽ đọc là 2, cứ tức là 2 địa chỉ nhá. Thế này nó ghi rõ này. Đó. À quên, cái metadata tức là cái mã đưa vào, mình đưa cái mã vào mã trạng thái nha. Chú ý mình đây chỉ mình dùng mã làm việc chứ không có nghĩa nó không dùng cái biến biến lẻ nha, dùng mã mới mới đọc được với thằng này. Đó, nó hơi bất lợi cho đó. Tôi mã là đọc. Đó, đến kích thước là chọn là 2 kích thước nha. Tức là 2 phần tử. Tham lam chọn là 10 thôi. Phải nhớ là kết thúc của nó là một cái lệnh rất là quan trọng, cái lệnh đó là hát. Đây, nó quan trọng lắm, delay. Là 50 mili giây. Đó, đây xem cái lệnh này chúng nó thiện để nó đợi thiện xong cái lệnh này nha. Mình xuống thằng này, phía dưới nha, cái này phải có nha. Phải có. Ok. Rồi. Chú ý nó nói thêm phần này. Thì trong cái giao tiếp với con ROM 64 này, hai từ lời hai con ROM hai từ lời 64 này ạ. Thì tôi sẽ đọc giữ đúng cái các cái vị trí như này, đúng không? Đó. Địa chỉ này, đọc từ địa chỉ, đọc từ cái địa cái ô nhớ là không, ô nhớ không, rồi kích thước 16 bit gì đó đúng không? Nhưng khi bạn giao tiếp với con thời gian thực, cụ thể con giao thực thời gian thực DS 323 3231 nhé, nó rắc rối lắm này, nó đây này DS 3231 module. Vẫn có nhiều nơi bán đúng không? 40 mà con đấy nha, con này này. Thì nó là nếu bạn cho này mà làm cái con này á thì nó cũng dùng cái tiếp IGC, IGC nhá. SLSA thì cái chân 32K với là cái chân SQVK á. Từ SQW là mình bỏ trống nhá, không không kết nối. Chỉ dùng bốn chân cuối là SLSA, BCC và GND. Nha. Thì con này nó cái địa chỉ của nó, cái kích thước cái địa chỉ nó là tầm một byte, tức là 8 bit thôi. Là 8 bit. Trong trường hợp mình sẽ sửa tôi như là như này. À, nếu sao tiếp DS3231 tôi ghi chú như vậy nhá. Đó. Thì mình sẽ viết cho tôi đây là cái thằng là 8 nhá. 8, tôi bật cho lỗi không ạ? 8 này chưa? 8 bit nha. Đó. Đây như là 8 bit. Rồi đây sẽ là cái gì? Này sẽ bật trái thôi một bit. Được chưa? Nó bắt buộc vậy nó mới chạy. Nó hơi hơi rắc rối phần IC này nha. Tôi nhức đầu cái phần này luôn, không biết sao là trên này để không giật trái thì mới chạy, thì mới giao tiếp được con EEPROM. Nếu mà giật trái nó thì nó không giao tiếp được. Còn dưới này này, nếu mà tôi giật trái thì mới giao tiếp được con DS3231. Còn nếu mà tôi không giật trái thì nó không giao tiếp được, nên tôi phải nghe tùy hoàn cảnh mình làm nhá. Chọn một trong hai để chắc. Rồi thì thôi thì theo như cái hoàn cảnh này thì tôi thấy là nếu như 16 bit thì mình có thể mình không cần giật. Nhưng nếu mà chúng ta biết thì mình giật. Đó tôi suy nghĩ vậy nhá. Bạn để tự thử nghiệm tiếp trong những cái module khác. Ok nhé. Rồi.
AIC là địa chỉ của con thiết bị này. Đấy, ô nhớ đầu tiên này, kích thước là địa, kích thước địa chỉ này, đúng không? Kích thước cái địa chỉ của thiết bị, rồi đến cái mạng để chứa dữ liệu đọc, kích thước của mạng này và thời timeout, thời gian tối đa nó chờ là 10 mili giây, từ 10 mili giây để nó hết, hay coi như nó hết đáp ứng. Rồi đây sẽ là mình cho làm for chạy y bằng 0 đi, y nhỏ hơn 2 vì nó có 2 phần tử thôi. Đó, mình kiểm tra nếu mà cái trạng thái này á nó cần lớn hơn 1 thôi, tức là chỉ rác tôi sẽ set nó về bằng 0 luôn. Đọc xong mình kiểm tra nó mang rác hay không, vì lần đầu mình đọc thì mình chưa có lưu chứ, mình chưa có lưu gì đúng không, nên việc đọc lần đầu nó sẽ ra thì sẽ bị rác, mình về để set nó về không lại nhá. Thì mình lớn 1 vì cái thằng giá trị của lưu trong cái bài toán này mình chỉ lưu 0 với 1 thôi nhá, không có số lớn hơn 0 và 1 thôi. Rồi xong mình gọi thằng let, gọi trạng thái này đưa vào cho let đầu tiên không, và thứ hai đây chưa, nó hai thiết bị, ok đó. Và gì nữa ta, cái này bạn nó ok đúng không, đây là điều khiển đơn giản rồi, phần này nó hơi khó này nha, tôi nghiên cứu cả chuyện tình cả tháng này mới xong ấy nhé. Rồi phần nhấn sẽ đọc này thì nó mà đọc nhấn bằng không đúng không, không nhấn nó về mát mà bức tường nó mức cao, tôi sẽ chống sổ cho nó bằng không, nó chờ phím nhấn nhả ra mình sẽ kiểm tra nếu mà trạng thái này nó bằng không. Nhấn thứ nhất và mình nhớ là mình khi mình nhấn xong mình sẽ được hiển led luôn ngay và luôn đó, nhấn xong mình phải lưu lại luôn nhé, lưu lại nó là than c mem dry để chưa, nó dry cũng ba cách nhau đó. Bình thường thôi đó, bình thường mà đọc thôi. Rồi nên này sẽ là mình thể bưng nguyên cái đống này vào nhá, bưng nguyên đống này vào, ok đó. Thì chỉnh tới gì nhỉ, IC đúng không? Địa chỉ này, address địa chỉ rồi ô nhớ rồi kích thước 16 bit cho địa chỉ trạng thái, không khác gì nhau cả nhá, nó chỉ khác cái tên hàm thôi. Mình được hiện trong mình trong mình lưu luôn nhá để nó sao đọc lại đó. Hai. Đó, nhìn vậy mà không phải vậy đâu, nó rối lắm nha. Ok, một. Đó, bật nút nào thì mình sẽ điều khiển cho nó bật, quên là nhấn nút nhấn nào thì mình sẽ điều khiển cho nút nhấn đó. Rồi mute đoạn biên dịch. Hai mốt cảnh báo tập biến kia luôn nó mất luôn này. Ok rồi giờ tôi sẽ vẫn làm xem thế nào, xem được xong nào tôi chụp cho bạn xem nha, như này ok nhắc lên nhanh thấy không, đó đang kết nối này, Ethylink thấy không, Ethylink. Ừ.
nó hiện xong phần nào này, nhưng mà nó chưa có hiển thị cái nội dung đây, mình chưa có viết ra thì viết thêm cho tôi là này này. Bạn copy xuống này, mình viết tôi là gì đó. Một hàng 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 hai này. Cái này là gì? Là điều khiển led ví dụ thế nhá. Xem đây là đoạn đây là gì? VT đúng không? Phần trăm không 2D. Đó. Được chưa? Nó hiện trạng thái rồi. Cái đầu cái là thứ nhất, thứ hai in ra thôi nó. Đơn giản đúng không? Ok. Tôi nạp code. Bạn đã xem này, nó tôi đã chụp phần lại xem. Nha, để khiển led để chưa? Những cái này thông tin mình đã ghi trên cái này. Đó. À, ok, đó thứ nhất, thứ hai này. Đây nhé. Đây nó. Còn một led bật led là tắt. Cái nhấn 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 để giữ mình, các bạn là nhấn xong nó vẫn đút cái USB thằng này ra này để nó ngừng cấp nguồn, chúng mình tạo sao mình tắt tắt nguồn hoàn toàn cho cái nguyên cái đống này càng tốt nhé, thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Đó. Đó, thật ra highlight này, đó, highlight. Ok, nó này, 1-1 nha, bạn thấy rõ, 1-1 này. Ok. Rồi, cũng như bài giảng tôi đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm, thật sự mà lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.